Một cuộc nội chiến nổi lên gay gắt ở lục địa Patria, cho đến khi miền Bắc thực hiện một số thí nghiệm vô nhân đạo để biến con người thành những quái vật nên đã thay đổi cục diện trận chiến. Những thí nghiệm đó đã mang lại cho anh Henriette sức mạnh của một con mãnh thú huyền thoại thần thánh, cho phép anh biến hình thành ma sói và kết thúc chiến tranh. Nhưng ngay sau khi chiến tranh kết thúc, đất nước nhận ra rằng bọn họ sẽ không thể kiểm soát một người có sức mạnh của một vị thần thế nên. Họ nói rằng mạng sống của anh không còn giá trị gì đối với họ và bắn anh bằng một viên đạn sát thần. Cuộc nội chiến bắt đầu khi quân đội miền Bắc Patria và quân đội miền Nam Patria phát hiện ra một loại hợp chất quý có tên là Samnium. Quân đội miền Bắc đang ở thế thua cuộc cho đến khi họ bắt đầu sử dụng Samnium để tạo ra các ngụy thần binh. Ngụy thần binh là sản phẩm được sinh ra từ nghiên cứu của một cá nhân tên là Ilen và chẳng mấy chốc, họ được sử dụng trên chiến trường, áp đảo miền Nam bằng sức mạnh và quyền năng khủng khiếp của mình. Miền Bắc bắt đầu liên tục giành chiến thắng trong mọi cuộc giao tranh, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Các ngụy thần binh và binh lính đang vây bắt đám binh lính quân đội miền Nam thì một trong những đồng đội của họ, Abihidra, bắt đầu tàn sát quân địch lẫn cả đồng đội của mình. Hanh, đội trưởng của ngụy thần binh mất khống chế này, anh ra lệnh cho binh lính không được giết Abi, anh sẽ cố gắng làm bình tĩnh nó. Abi tỉnh lại trong vài giây và cầu xin Hanh ngăn anh lại. Trước khi Hanh có thể làm bất cứ điều gì, phía binh lính đã bắt đầu khai hỏa, bắn ra những quả cầu lửa có sức mạnh gây nổ chống lại ngụy thần binh. Abi trở lại hình dạng bình thường và nói với Hanh rằng anh hoàn toàn không cố ý làm vậy. Hanh gọi cho bác sĩ, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ kinh sợ trên khuôn mặt của những binh lính loài người. Trước khi Hanh có thể cứu được Abi, Abi đã xin lỗi anh và quyết định chọc tay vào mồm tự kết liễu đời mình. Sau sự việc, Ilen kể lại với Hanh và Ken rằng Abi đã nói chuyện với cô về tình trạng ngày càng tồi tệ của anh. Tuy nhiên, Ilen không thể làm gì vì cô không biết làm thế nào để ngăn điều đó xảy ra. Cô giải thích rằng sức mạnh quái thú của Abi đang bắt đầu chiếm lấy anh, biến anh thành một con thú thực sự. Trong lễ an táng Abi, Hanh đã có một bài phát biểu cho mọi người, tiết lộ rằng những gì xảy ra với Abi cũng có thể xảy ra với họ. Anh nói với họ rằng họ không phải là những con thú thực sự, họ vẫn là con người. Nhưng họ hãy thề rằng nếu bản thân hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, thì sẽ bị đồng đội hạ gục. Vài tuần sau, quân đội miền Đã Bắc bắt đầu hành quân về thủ đô miền Nam. Điều này cũng khiến các thành viên của đội phải trả giá vì họ bắt đầu mất đi sự tỉnh táo trước con quái vật bên trong họ, buộc đồng đội của họ phải nổ súng tiêu diệt. Sau một loạt trận chiến kéo dài gian khổ, cuối cùng họ cũng giành chiến thắng. Nhưng Hanh nhận thấy đồng đội của mình đang rất thất vọng, anh động viên mọi người bằng cách hứa với họ sẽ mời mọi người uống rượu mừng của anh với Ilen sau trận chiến. Đồng đội của anh rất vui khi nghe điều này, vì họ cũng rất muốn anh cưới cô. Hanh yêu cầu họ tất cả phải sống sót trở về sau khi chiến tranh kết thúc để ăn mừng nó với anh, khiến các ngụy thần binh tràn ngập hy vọng. Hanh đã nói chuyện với Ken Madhouse, bạn thời thơ ấu của anh và Ilen. Họ nhớ lại cách họ bất chấp xuất thân của mình mà trở thành bạn tốt như thế nào. Ken khuyên anh nên giúp đỡ Ilen vì cô đang cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Tối hôm đó, Hanh đến thăm Ilen và cô yêu cầu họ ra bên ngoài nói chuyện. Ilen tiết lộ với anh rằng chiến tranh đã kết thúc, miền Bắc và miền Nam đã chuẩn bị cho hiệp ước hòa bình. Hanh rất vui vì hòa bình sẽ trở lại, nhưng cô nói với anh rằng điều đó không dành cho các ngụy thần binh. Ilen sau đó bắn Hanh bằng một viên đạn sát thần và nói với anh rằng tất cả ngụy thần binh cuối cùng sẽ mất hết nhân tính trước con quái vật bên trong họ. Một khi điều đó xảy ra, các ngụy thần binh sẽ là mối đe dọa lớn nhất mà nhân loại từng phải đối mặt. Mặc dù họ được coi là những vị thần trên chiến trường, nhưng nhiều người vẫn sợ họ. Và một khi chiến tranh chính thức kết thúc, các ngụy thần binh sẽ bị loại bỏ. Ilen đã cố gắng tìm cách ngăn chặn các ngụy thần binh trở thành những con thú mất nhân tính. Nhưng giải pháp duy nhất của cô là giết họ trước khi họ trở thành mối đe dọa cho nhân loại, đặc biệt là vì ngay từ đầu cô đã tạo ra họ. Cô cũng nói thêm rằng Hanh quá tốt bụng và hiền lành, sợ anh sẽ cố gắng ngăn cản cô. Vì vậy, cô phải giết anh trước khi đi xử lý các ngụy thần binh còn lại. Cô ôm anh rồi quay sang Ken, đưa cho anh viên đạn sát thần. Cả hai đã lên kế hoạch tiêu diệt cả đội vào đêm hôm đó, nhưng rồi một chuyện không ngờ xảy ra. Ken phản bội Ilen rồi bắn cô, viên đạn xuyên qua ngực của Ilen, cô ngã người xuống đất. Khi tầm nhìn của Hanh mờ dần, anh nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Ilen và nụ cười dần mất đi nhân tính của Ken. Hai tháng sau, Hanh tỉnh dậy trong bệnh viện quân đội. Thiếu úy Lisa Runecastle nói với anh rằng chiến tranh đã kết thúc. Biệt đội ngụy thần binh đã tan rã và Ken đã họ đuổi đi bất cứ nơi nào họ muốn. Nhưng hầu hết trong số họ trở nên mất khống chế và gây sự tàn phá ở bất cứ nơi nào họ đến. Cô cũng nói với Hanh rằng Ken và Ilen cũng đã mất tích kể từ đêm đó. Sau khi bị phản bội, Hanh thực hiện một nhiệm vụ điên cuồng là tiêu diệt các ngụy thần binh còn lại và tìm ra Ken đang ở đâu. Hanh bắt đầu với đồng đội của mình là Eddie, một con thú giống thần lằn có khả năng ngụy trang. Eddie nói với anh rằng anh là một người hùng chiến tranh nhờ sức mạnh của ngụy thần binh. Nhưng Hanh nói với anh rằng đã đến để thực hiện lời thề của họ. Những ngụy thần binh không có chỗ đứng trên thế giới này, bởi vì nếu họ phát điên họ sẽ giết người. Hanh ném ngọn giáo của mình và cho nổ quả bom gắn trên giáo giết chết Eddie. Vài ngày sau, Hanh đến thị trấn mà William Bancroft đang ở để giết anh. William Bancroft đã trở lại thị trấn của mình trong hình dạng một con rồng.
Bây giờ anh đang giúp con gái mình điều hành một trại trẻ mồ côi. Mặc dù ban đầu bọn trẻ rất sợ hãi, nhưng chúng đã cảm thấy ấm áp với anh khi nhận ra anh là ai. Nhưng vào một đêm nọ, Win đã bắt đầu mất khống chế rồi gầm lên một tiếng lớn. Hôm sau, người dân thị trấn bắt đầu báo cáo rằng gia súc của họ đã bị giết. Họ yêu cầu Win đeo một sợi dây chuyền gắn với một quả bóng khá dễ thương để chứng minh mình vô tội. Win nhìn thấy những gì gia đình mình đang phải nhận lấy, nên đã chuyển đến sống trong rừng. Mặc dù anh tương đối hiền lành so với Eddie và Abby, Hank vẫn giết Win để ngăn anh trở thành mối đe dọa cho mọi người. Tuy nhiên, Hank không thấy San đã chứng kiến anh giết cha cô. Khi đang nghỉ ngơi tại một quán bar ở một thị trấn khác, San, người đang tìm kiếm anh, bất ngờ xông vào phòng và bắn Hank bằng một khẩu shotgun. Nhưng những viên đạn bình thường không thể giết chết ngụy thần binh, vì vậy Hank đã đuổi theo cô và đưa cô đi khi mọi người tự hỏi rằng sao anh vẫn chưa chết. Anh chất vấn cô gái và cô tiết lộ rằng mình là con gái của Win. Tuy nhiên, Hank không trách cô mà lại đang nghĩ đến mục tiêu tiếp theo của mình, Danny, là mục tiêu của anh. Anh bảo San ở lại và tiết lộ với cô rằng anh cũng sẽ là một quái vật khi anh đối đầu với Danny. Hank đối mặt với Danny và kể cho anh nghe về những tội ác của anh, đó là cướp bóc các thương nhân và cướp xe ngựa của họ. Nhưng San lúc này giở thói lại bắt đầu đi ra can ngăn, cố gắng ngăn Hank giết Danny. Nhưng Danny nói rằng những người thương nhân sẽ không cho anh tiền nếu anh yêu cầu nhẹ nhàng, vì vậy anh phải giết họ, có vẻ hợp lý nhưng lại rất mất nhân tính. Danny biến thành một con thú giống tê giác và định đấm San. Hank nhanh chóng đẩy cô ra, Danny bắt đầu tấn công Hank, nhưng Hank thoáng cái đã đứng trên vai anh. Hank dùng ngọn giáo bom của mình đâm vào ngực Danny, cho nó phát nổ ngay khi anh rời khỏi vai nó. Quả bom phát nổ, và trước khi Hank tung đòn cuối cùng, Danny nói với anh rằng anh chỉ làm vậy vì thị trấn của họ quá nghèo, họ thậm chí không đủ ăn đủ mặc. Anh nghĩ lại những việc làm sai trái của mình rồi bật khóc. Sau khi nghe thấy những lời cuối cùng của anh, Hank đã hạ gục anh, mẹ của Danny khóc thảm thiết vì mất con trai. Trước khi rời đi, San hỏi anh liệu anh có định giết thêm đồng đội của mình không. Hank trả lời rằng họ đã thề, một khi ai đó hoàn toàn mất khống chế thì họ phải chết. San cố gắng ngăn anh lại và hỏi chuyện gì đã xảy ra với đội ngụy thần binh, nhưng Hank không thể đưa ra câu trả lời cho cô. Cô nói với anh rằng cô sẽ đi cùng anh để tìm ra sự thật. Vài ngày sau, Hank và San đến thị trấn Rogue, nơi hiện đang bị tàn phá bởi ngụy thần binh Minota. Hank gặp Lisa trong thị trấn, cô thông báo với anh rằng anh cần phải ngăn chặn cơn thịnh nộ của Minota. Rogue được biết đến là một thị trấn nơi chiến tranh không bao giờ kết thúc. Cũng vì vậy, Minota đã tạo ra một pháo đài bằng cách tháo rời các ngôi nhà của cư dân thành phố. Minota cũng liên tục cảnh báo mọi người rằng kẻ thù sẽ đến và không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để chuẩn bị cho chiến tranh. Lisa nói với anh rằng mọi người dân sẽ trở thành vô gia cư nếu Minota tiếp tục xây dựng pháo đài của mình. San phản đối việc giết Minota và đề nghị thay vào đó hãy thuyết phục anh. Điều này khiến Lisa hỏi Hank xem San là ai. Hank nói với cô rằng San là con gái của một ngụy thần binh. Lisa nói với San rằng việc thuyết phục Minota là không thể vì bọn họ đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Ngay lúc này Minota đi ra khỏi pháo đài và tuyên bố rằng họ nên chuẩn bị cho chiến tranh. Hank hỏi Lisa liệu cô có thể đáp ứng những gì anh yêu cầu không và nói với cô rằng anh hành động khi màn đêm buông xuống. San nhìn thấy sự tàn phá và hỏi Lisa tại sao ngụy thần binh lại tấn công người của mình sau khi chiến tranh đã kết thúc. Lisa nói với San rằng chỉ một ngụy thần binh mới có thể hiểu được một ngụy thần binh khác. Cô cũng cho San xem viên đạn sát thần mà Hank đã yêu cầu cô mang theo. Khi màn đêm buông xuống, San đi cùng Hank đến lối vào của pháo đài. Hank hỏi liệu cô đã sẵn sàng chưa và cô đảm bảo với anh rằng cô sẽ không gây rắc rối gì cho anh. Lúc này, khi khám phá pháo đài, Hank nói với cô rằng đây không phải là một pháo đài bình thường. Họ bắt gặp những bộ xương của đám binh lính đã ngã xuống được đưa vào pháo đài và bị giết do bẫy. Sợ hãi, San lùi lại nhưng lại đụng vào một cái bẫy, nó gần như cắt đôi cô. Nhưng Hank đã cứu cô đúng lúc và cảnh báo cô không được đi lang thang một mình. Sau đó, cô hỏi Hank về quá khứ của Minota. Anh đã kể cho cô nghe về hội chứng hay hoảng sợ sau sang chấn của Minota. Anh lại nhớ về những ngày trước đây. Hank không ngạc nhiên khi Minota lại dựng lên một pháo đài khổng lồ đầy cạm bẫy như vậy, vì anh đã từng dạy Minota phải luôn chuẩn bị trước khi chiến đấu. Khi họ đến lối vào, Hank bảo San đứng đợi để anh bước vào đối phó với Minota. Lisa, lúc này cũng xuất hiện, cô nói với San rằng Hank đã yêu cầu cô dẫn San đi vì anh không định đưa San đi cùng. Nhưng San nói với cô rằng cô sẽ không quay lại, và cô muốn theo Hank đến cùng để hiểu anh. Thấy quyết tâm của cô, Lisa giúp cô mở cổng và thúc giục cô đuổi theo Hank. Hank đối mặt với Minota, Minota chào đón anh với sự lo lắng thường thấy trước những kẻ thù mạnh mẽ. Hank nói thẳng mình là kẻ thù, khiến Minota biến hình ngay lập tức, kích hoạt những cái bẫy trong lâu đài. Hank cố gắng tấn công Minota, nhưng anh lại bị chiếc sừng của hắn hất văng lên. Hank đáp xuống mặt đất, thì mặt đất lại sụp thành cái hố, ngay lập tức hàng loạt pháo gắn tường tấn công anh. San và Lisa lúc này cũng đã chạy đến đây, San hét lên yêu cầu Minota dừng lại. Lisa nói với cô rằng điều đó là vô nghĩa, mà cô cũng không cần lo lắng cho Hank. Ngay khi Minota chuẩn bị kết liễu Hank bằng chiếc rìu khổng lồ của mình, Hank biến thành ma sói.
Lisa nói với San rằng Hank là một trong số ít ngụy thần binh bộc lộ được sức mạnh thực sự của mình vào ban đêm. Cô biết sức mạnh thực sự vào ban đêm của anh, Hank dùng móng vuốt cào vào mặt Minota. Nhìn thấy máu, Minota trở nên hoảng sợ hơn và bắt đầu kích hoạt tất cả trận bẫy. Nhưng những cái bẫy không theo kịp với giác quan nhạy bén và sự nhanh nhẹn điên cuồng của Hank. Hank lúc này vội bật người nhảy lên không trung, anh tận dụng độ cao để tung ra một đòn tấn công bằng móng vuốt nhanh chóng và sắc bén xé toạc áo giáp sắt của Minota. Minota nói với Hank rằng giờ đây anh đã có hòa bình, giống như trước khi tham chiến. Nghe xong những lời chăn trối cuối cùng của Minota, Hank giáng đòn cuối cùng, giết chết đồng đội của mình một lần và mãi mãi, huyết lệ trên mặt Minota rơi xuống. San nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hank, nhận ra rằng Hank phải trải qua rất nhiều đau đớn mỗi khi giết chết đồng đội của mình. Phía bên này, có một biệt đội hủy diệt ngụy thần binh, Kugray, do một người đàn ông tên là đại úy Clau lãnh đạo, người có mong muốn duy nhất là chấm dứt giết chết tất cả ngụy thần binh. Hank và San đi tàu hỏa đến một thị trấn khác. San, người chưa từng đi tàu bao giờ, rất ngạc nhiên trước phương tiện di chuyển như vậy. Cô trò chuyện với người soát vé, ông tâm sự rằng chiến tranh đã kết thúc và cây cầu sắt đóng vai trò như một tượng đài của hòa bình. Tuy nhiên, cô nhớ Hank đã nói rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, cô tự hỏi ý anh thực sự là gì. Trong lúc họ đang đi, Lisa dừng tàu và đưa họ đi để thông báo cho Hank về một ngụy thần binh khác. Lúc này, một ngụy thần binh hiền lành được gọi là Behemoth đang trong quá trình đụng chạm vào cầu sắt được xây dựng gần đây. Tên chỉ huy cũng bày tỏ rằng họ đã cố gắng ngăn chặn Behemoth nhưng không thể, anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lisa hỏi Hank liệu anh có biết ý đồ của Behemoth không. Anh nhìn vào bản đồ và chợt nhận ra, nhưng anh nói với cô rằng anh không biết. Hank nói với họ rằng không thể làm Behemoth bị trọng thương vì hắn có khả năng hồi phục rất cao. Anh giải thích rằng mặc dù họ không thể làm Behemoth bị thương vì tốc độ hồi phục của hắn, nhưng một số bộ phận như khớp lưng của hắn có thể bị thương. Vì vậy, kế hoạch của anh là làm chậm Behemoth bằng các khẩu đại bác để anh có thể đối phó với một cuộc tấn công ở phần sau của con thú. Ngay khi Behemoth đến, đám binh lính lập tức sợ hãi trước con quái vật khổng lồ. Nhưng Hank bảo họ đừng sợ và ra lệnh cho họ bắt đầu nổ súng, điều này sẽ tạm ngăn bước con quái vật. Hank tiếp tục với kế hoạch của mình, họ ngăn chặn Behemoth, nó bắt đầu gục xuống đất. Bọn họ đã hạ gục được Behemoth, nhưng vào sáng hôm sau vết thương của nó đang dần lành lại. San được Lisa kể lại với cô rằng Behemoth đã không tấn công bất kỳ thành phố đông dân cư nào. Điều này có nghĩa là anh vẫn còn chút nhân tính trong người, thế là cố gắng thuyết phục anh quay lại. Tuy nhiên, Behemoth lại nhìn về phía trước, khiến cô nhận ra rằng phải có thứ gì đó mà Behemoth đang theo đuổi, có thể anh đang tìm mẹ. Phía bên này, Hứa chủ tịch đường sắt cũng là người đã xây dựng cây cầu bắt đầu phản họ mất quá nhiều thời gian để giết Behemoth. Lisa giải thích rằng họ sẽ cố gắng cắt đứt lộ trình của Behemoth bằng cách thổi bay các vách đá để lấp đầy thung lũng, từ đó chuyển hướng đường đi của nó, sau đó sẽ xử lý Behemoth sau. Nhưng mấy Hứa này tuyên bố rằng nếu tụi mày không giết được con thú, bọn tao sẽ tự làm điều đó. Hank nhìn họ đầy sát ý và nói với họ rằng kế hoạch của họ sẽ không thay đổi. San yêu cầu được nói chuyện với Hank, cô muốn biết Behemoth là ai. Hank nói với cô rằng Behemoth là Ati, một người đàn ông ít nói, không bao giờ phàn nàn và tuân theo mọi mệnh lệnh. Ati hiếm khi nói về những gì anh muốn hoặc những gì anh muốn làm, vì vậy anh không biết nhiều về Ati. San nói với anh rằng Behemoth có lý do để tiến về phía trước và hỏi Hank liệu anh có suy nghĩ gì không. Hank có một đoạn hồi tưởng về việc Ati đang vẽ thứ gì đó trong sách, nhưng anh nói với San rằng ngay cả khi anh biết, anh cũng sẽ thẳng tay giết Behemoth chứ không phải giúp anh. San cố gắng thuyết phục Hank đừng giết Ati, nhưng anh nói với cô rằng Behemoth sẽ phá hủy cây cầu nếu anh không ngăn anh lại. San rơm rớm nước mắt bày tỏ rằng Ati chưa làm tổn thương ai và có ước mơ muốn đạt được. Vì vậy, có gì sai khi một người ngụy thần binh thực hiện ước mơ của mình? Cô cố gắng nói chuyện với Lisa, nhưng Lisa nói với cô rằng họ không thể để Behemoth sống. Sớm hay muộn họ sẽ nhận được lệnh loại bỏ anh. Tối hôm đó, đám chủ thầu trước đó phục kích lính canh gác sau đó cho nổ bom, khiến Behemoth tức giận. Xong việc bọn chúng định trốn thoát nhưng ANH đã đuổi theo chúng. Hank nói với đám binh lính rằng kế hoạch sẽ có một chút thay đổi rồi hướng dẫn họ đặt số chất nổ còn lại trong khu vực mà anh đã đề cập trước đó. Hank biến thành ma sói để ngăn chặn Behemoth đang hoành hành. Ati nhận ra rằng anh không thể di chuyển nên đã cố gắng dẫm lên Hank, Hank nhẹ nhàng né được đòn tấn công. Hank cố gắng cào Ati, nhưng lớp da rắn chắc này không cho phép anh làm vậy. Vì vậy, anh tìm kiếm lớp da mềm hơn dưới cổ của Behemoth. Ở đây anh có thể cào, nhưng cao quá lại làm cho anh ngã xuống. Ati lúc này định dẫm Hank một lần nữa, nhưng Hank đã đẩy được chân của anh ra khiến anh ngã ngửa. Sau đó, Hank ra hiệu cho đám binh lính nổ bay vách đá. Những mảnh đá đè lên bụng Ati cùng chất nổ, đám binh lính liền cho nổ ngay lập tức thổi bay ruột của con quái vật. Tuy nhiên, Ati vẫn di chuyển, ngay cả khi ruột gan đã trào ra ngoài, đi nhanh nhất có thể về phía cây cầu. San đứng trên cầu cố gắng thuyết phục Ati một lần nữa, nhưng anh không nghe. Mặt trời đã mọc, Hank lúc này đã biến trở lại thành người, gọi Ati bảo anh đừng phá hủy thời đại mới mà chính họ đã tạo ra, nhưng Ati vẫn tiếp tục tiến lên. Ati đang ở gần cây cầu thì một khu vực vách đá phía trước cây cầu phát nổ và sụp xuống, để lộ tầm nhìn ra biển khiến Ati phải dừng lại.
Anh rơi nước mắt khi nhìn thấy biển phía trước rồi gục xuống đất, khuôn mặt hấp hối đẫm nước mắt. Đứng trước biển, Hanh tiết lộ với San rằng Ati đã từng nói với anh rằng anh rất muốn được nhìn thấy biển. Ati đã cho anh xem biển mà anh đã vẽ cuốn vở chú của mình. San hỏi có phải Hanh đã ra lệnh thổi bay vách đá để Ati có thể nhìn thấy biển. Hanh nói với cô rằng, tuy vậy nhưng anh đã giết Ati, nhưng cô nói với anh rằng nhờ có anh, Ati mới có thể thực hiện được ước mơ của mình. Vài ngày sau, cả nhóm đến thị trấn Whitechurch, nơi đang có một ngụy thần binh khác hoành hành. Lisa chỉ cho anh khu vực được cho rằng đã nhìn thấy Ken lần cuối cùng xuất hiện ở đây và khả năng chính anh ta đã giết người dân hàng đêm. Hanh đề nghị lấy thêm thông tin từ người dân, nhưng không ai nói chuyện, ngay cả khi họ nói rằng họ đến từ quân đội. Lisa đề nghị nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi, nhưng Hanh nhất quyết tiếp tục điều tra. Tối hôm đó, San cố gắng nói chuyện với Hanh về điều gì đó, nhưng anh quay đi và đi ngủ. Cô nhìn thấy lỗ thủng trên đồng phục của anh do bị cô bắn lúc trước nên đã quyết định sửa nó. Hanh thức dậy và thấy cô đang may đồng phục cho anh, họ nói chuyện tâm sự với nhau. Hanh nói anh cũng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, San cũng kể về trại trẻ mà cha cô chăm sóc. San đưa cho anh bộ đồng phục của mình, anh nói với cô rằng anh biết một người có đôi mắt xanh giống như cô. San hỏi liệu người đó có phải là Ellen không, Hanh hỏi làm sao cô biết. San nói với anh rằng anh đã từng nhắc đến tên cô khi gặp ác mộng. Hanh sau đó tiết lộ rằng Ellen đã bị giết bởi Ken. Anh cũng chia sẻ tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ và kế hoạch giết tất cả các ngụy thần binh là nhiệm vụ cuối cùng của anh với tư cách là đội trưởng của họ. Lisa thông báo cho họ về một cuộc thảm sát khác, họ đến xem thì thấy nạn nhân bê bết máu bị ghim vào tường. Hanh nghe Lisa nói rằng vết thương trên nạn nhân giống với những nạn nhân bị giết trước đây, anh nhận ra rằng Ken không phải là người làm. Một cậu bé tên Andy bước ra khỏi đám đông và thú nhận rằng cậu đã nhìn thấy người phụ nữ bị một bức tượng quỷ giết chết. Hanh tiếp cận Andy để hỏi những gì anh nhìn thấy, Andy chỉ cho họ tòa nhà nơi anh nhìn thấy con quái vật bước vào. San hỏi Hanh liệu đó có thể là một ngụy thần binh không, anh tiết lộ rằng đó là quái vật Gargoyle tên là Topher. Topher tin vào công lý, anh dựa vào thứ gọi là công lý để phán quyết những người dân. Lisa cố truy hỏi vấn Andy, nhưng cậu đã bỏ chạy. San quyết định nói chuyện với Andy và đảm bảo với Hanh rằng cô sẽ không sao bởi vì cô luôn mang theo súng bên người. San tìm Andy và cố gắng hỏi cậu nói về bản thân, nhưng cậu không nói gì. Cô kể cho Andy nghe về cuộc hành trình của cô với Hanh, cô nói rằng các ngụy thần binh không phải là quái vật. Định ngăn Andy ăn cắp, cô nhìn thấy cánh tay bị thương của cậu, lúc này cậu tiết lộ rằng mẹ mình đã bị Gargoyle giết. Ngay sau đó, Gargoyle xuất hiện, giao giảng về công lý và tuyên bố Andy sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. San chĩa khẩu súng sọt gan của mình vào Topher và cố gắng tranh luận với anh, nhưng điều đó khiến anh tức giận hơn và anh tấn công cô. Cô cố gắng bắn anh nhưng không thể ra tay được. May mắn thay, Hanh đến đúng lúc để cứu cô. Topher đạp Hanh bị thương khi anh cố bắn hắn. Topher đề nghị hãy gặp nhau trong nhà thờ để kết thúc những gì họ đã bắt đầu. Tối hôm đó, Hanh đối mặt với Topher. Khi nhìn thấy xác của người dân, Hanh ngay lập tức tấn công Topher. Nhưng thứ anh đâm trúng chỉ là một bức tượng, lúc này Topher tấn công anh từ phía sau. Hanh tránh được đòn tấn công và đè Topher xuống, đập nát đầu hắn. Tuy nhiên, Topher bất ngờ bắn anh bằng viên đạn sát thần mà Ken đã đưa cho anh vào đêm hôm đó. Hanh trở lại hình dạng con người của mình. Topher chuẩn bị kết thúc mọi chuyện thì Andy xuất hiện với khẩu súng của San, cậu muốn trả thù cho mẹ mình. Cậu bắn Topher, nhưng viên đạn lại bay lệch không trúng. Topher hất Andy bay đi, San vừa đến liền đi kiểm tra Andy. Topher tuyên bố rằng anh phải phục vụ công lý. Anh nhớ lại nạn nhân đầu tiên mà anh giết, tất cả đều nhân danh công lý. Thanh niên này nghĩ mình là chúa hay sao? San cố gắng ngăn anh lại bằng cách gọi tên anh, nhưng Topher nói với cô rằng anh không còn là Christopher mà là Gargoyle. Khi San và Andy sắp bị Topher giết, Hanh cố gắng nén đau gỡ viên đạn ra lao về phía Gargoyle, chọc xuyên qua ngực anh. Topher khẳng định mình là công lý, nhưng Hanh đã bắn vào đầu anh. San chạy đến gặp Hanh lúc này cô nhận ra mình đã trách lầm Hanh. Ken xuất hiện. Nói với Hanh rằng viên đạn sát thần lúc nãy là vật kỷ niệm ngày gặp lại của họ. Elizabeth, một ngụy thần binh người nhện dùng những sợi tơ trói San, khiến San chìm vào giấc ngủ đồng thời Ken cử Miglia đến mời Hanh. Ken bảo anh hãy đến bữa tiệc của anh vào ngày hôm sau, anh sẽ trả San lại khi anh đến. Khi Ken rời đi cùng San, Hanh gục xuống đất. Hanh tỉnh dậy sau cơn ác mộng Ken bắn y lên. Anh nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy khẩu súng của San. Andy đến hỏi ai là người đã bắt cóc San, nhưng anh đảm bảo với cậu rằng anh sẽ cứu San. San lúc này đang bị trói trong một biệt thự, cô hỏi Elizabeth xem họ muốn gì ở cô và Elizabeth tiết lộ rằng cô là con mồi để dụ Hanh. San nói với cô rằng sử dụng cô làm mồi nhử sẽ không có tác dụng, nhưng Elizabeth đảm bảo với cô rằng Hanh sẽ đến cứu cô. Trong khi đó, đội do đại úy Clau chỉ huy đã đến Whitechurch sau khi kiểm tra tất cả các thi thể. Đại úy Clau nói rằng anh đã tìm thấy Ken và ra lệnh cho Lisa điều tra dinh thự của một trong những nạn nhân, quân đội của anh cũng đã tập hợp sẵn sàng. Hanh tham dự bữa tiệc. Người ở đây đều là quý tộc hoặc hoàng gia từ khắp nơi trên đất nước, họ đều đồng ý với chính nghĩa của Ken.
Anh tuyên bố rằng chính phủ đã bắt đầu và kết thúc cuộc chiến vì lợi ích bản thân của chúng. Họ hoan nghênh bài phát biểu của Kane và các ngụy thần binh khi họ bước vào phòng. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ khi ngụy thần binh tiếp tục tàn sát, giết tất cả mọi người. Kane tuyên bố rằng anh chống lại quan điểm của Hanh và Elaine rằng các ngụy thần binh phải chết vì họ sẽ mất đi nhân tính. Trong khi những người mà họ chiến đấu để bảo vệ lại không có chút nhân tính nào, chính xác là họ đã bị tha hóa. Kane ra lệnh cho các ngụy thần binh giết Hanh. Hanh cố gắng chống lại các ngụy thần binh, nhưng số lượng bọn chúng lại rất đông. Vào lúc này, một nhóm binh lính do đại úy Cloud chỉ huy đến và bắt đầu tấn công các ngụy thần binh bằng công nghệ mới của họ và dễ dàng bắt giữ các ngụy thần binh. Hanh cũng chiến đấu với ngụy thần binh, Cloud sau đó đuổi theo Kane. Hóa ra Cloud là em trai của Kane. Cloud không thể đến gần Kane vì anh đã bị một vài tên ngụy thần binh chặn lại. Anh cố gắng chiến đấu hết sức nhưng anh không phải là đối thủ của chúng. Lúc anh gần bị một ngụy thần binh giết chết thì Hanh đã cứu anh bằng cách xuyên qua miệng của tên ngụy thần binh. Nhân cơ hội này, người của Cloud bao vây anh và bảo vệ anh rồi ra lệnh đội quân khai pháo bắn các ngụy thần binh. Hanh cố gắng tiếp cận Kane nhưng bị hai ngụy thần binh khác chặn lại. Kane đang cười nhạo Hanh rằng anh không thể ngăn cản anh thì Cloud bắn một phát đại bác vào Kane, tạo thành một lỗ trên ngực anh. Hanh tận dụng điều này và nhanh chóng nhảy lên không trung và lao thẳng vào mặt Kane, sau đó kích nổ quả bom trên giáo. Khi làn khói tan đi, mọi người nhìn chằm chằm vào nửa dưới của Kane vẫn còn đứng khi nửa trên bị nổ bay hoàn toàn bắt đầu tái tạo trở lại. Kane Madhouse, còn được gọi là ngụy thần binh ma cà rồng, là một người bất tử. Kane yêu cầu Hanh tham gia cùng anh một lần nữa với tư cách là đồng đội của anh, nhưng Hanh từ chối. Kane ra hiệu và Elizabeth mang San đến. Hanh cố gắng ngăn Kane, anh đang chĩa súng vào San. Mấy tên ngụy thần binh chặn anh lại, bảo anh lùi lại, nhưng Hanh biến thành ma sói và đẩy họ ra xa. Anh chạy về phía Kane và định tấn công anh thì Elizabeth tóm được anh bằng tơ của cô, khiến anh phải chứng kiến Kane bắn San. Điều này kích hoạt ký ức của Hanh về ngày mất Elaine. Và những ký ức đó khiến anh biến thành một con bạch sói khổng lồ. Kane lúc này có vẻ rất phấn khích. Kane tuyên bố rằng con sói khổng lồ là hình dạng thực sự của Hanh và anh chính là vua của các loài thú. Anh nói rằng sẽ không ai có thể chế ngự được Hanh nếu anh tiếp tục tàn phá thị trấn. Sau đó, Hanh mất tích sau khi tàn phá và biến Whitechurch thành một mớ hỗn độn. San còn sống và chứng kiến sự tàn phá mà Hanh gây ra. Tin tức về sự hủy diệt của Whitechurch đã làm chấn động cả nước. Nhưng hai tuần sau, đất nước lại bị chấn động lần nữa khi Kane và đám ngụy thần binh tập hợp binh lính cùng với một số quý tộc và công dân. Họ tuyên bố rằng họ sẽ thành lập một Patria mới, một quốc gia riêng biệt nơi các ngụy thần binh được tôn kính như các vị thần trên đỉnh Olympus. Bắc Patria đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại các ngụy thần binh vì chúng đang dần chiếm lấy quốc gia. Miền Bắc khẩn cấp tiêu diệt những ngụy thần binh còn sống chưa gia nhập với Kane trước lúc họ chuẩn bị cho cuộc chiến với Kane. 6 tháng kể từ khi San rời Whitechurch, cô trở lại thị trấn của mình, nhưng mọi người lại cảnh giác với cô. Cô đã sống sót bằng cách nào đó nhờ chiếc váy cô đang mặc, được làm từ sợi chỉ của một ngụy thần binh. Cô vẫn không biết tại sao ngụy thần binh bắt cô mặc chiếc váy đó. Nhưng khi cô quay lại, quân đội đã thẩm vấn cô cũng biết rằng quân đội đã tước quân hàm của Hanh và đang tìm kiếm anh. Cô đang trở về sau khi viếng mộ cha mình thì nhìn thấy Lisa trong thị trấn của cô cùng với một số binh lính do Cloud chỉ huy. Cloud nói với thị trưởng rằng họ đến để đối phó với một ngụy thần binh đã trốn vào núi. San hỏi Cloud liệu cô có thể tham gia cùng họ không? Lisa đồng ý với cô, nói rằng cô sẽ giới thiệu San vì cô đến từ thị trấn và có thể là người hướng dẫn họ. Cloud sau đó cũng cho phép cô tham gia cùng họ. Sau khi tìm kiếm một lúc, cuối cùng thì đêm cũng đến, họ phải cắm trại trên núi. Cloud xin lỗi cô rằng họ không thể cứu cô lúc ở Whitechurch. Lisa cũng tham gia cùng họ, San biết rằng Cloud là thiếu tá đồng thời là con trai của Tổng thống miền Bắc. Cloud tuyên bố rằng đội của anh, Kugray, sẽ loại bỏ tất cả các ngụy thần binh bằng bất cứ giá nào. Có một tiếng ầm ầm bất ngờ vang lên. Họ chạy đến khu vực phát ra tiếng thì nhìn thấy một con rồng. San chạy trước nhìn thấy ngụy thần binh rồng đó liền nhận ra đó là cha cô, da của con rồng đã bị thối rữa. San vội gọi cha, may mắn Cloud đã cứu cô khi con rồng vung đuôi về phía cô. Đám binh lính vây xung quanh và bắt đầu bắn con rồng, nhưng lại chẳng xi nhê chút nào cả. Con rồng quay lưng bỏ đi, Cloud ngăn người của mình đuổi theo nó vì họ không có đủ hỏa lực để săn nó. San khó hiểu vì sao cha cô vẫn còn sống. Lisa giải thích với Cloud rằng con rồng là ngụy thần binh Nai Đốc và tên của ông là William. Cô cũng nói rằng ông đã bị Hanh giết trước đó và được quân đội chôn cất. Cloud sau khi nghe thông tin liền ra lệnh cho người của mình chuẩn bị vũ khí vì họ phải loại bỏ Nai Đốc. Lisa gặp San, cô hỏi William là người như thế nào và cô giải thích rằng cha cô là một người đàn ông tốt bụng, ông chưa bao giờ tức giận và luôn yêu thương họ. Lisa khuyên cô nên trở lại thị trấn, nhưng San nói rằng cô sẽ ở lại và tham gia cuộc chiến. Sau đó, Lisa đưa cho cô một số viên đạn sát thần, bảo cô hãy sử dụng chúng khi đến thời điểm thích hợp. Họ chờ đợi khi một người lính dụ Nai Đốc đến chỗ định sẵn, Cloud sau đó ra lệnh bắt đầu cuộc tấn công. Đám binh lính bắt đầu bắn vào Nai Đốc sau đó bắt lấy nó, nhưng nó nhả ra mấy quả cầu lửa vào họ khiến họ ngã ngửa. Nai Đốc đuổi theo họ,
nhưng vô tình kích hoạt một loạt bẫy nổ. Để tránh các cuộc tấn công, Nidoc bắt đầu bay về phía thị trấn. Cloud yêu cầu San và Lisa quay lại thị trấn để sơ tán người dân. Cloud đuổi theo bắn bay cánh của Nidoc, làm nó mất thăng bằng. Nidoc trả đũa bằng cách bắn quả cầu lửa về phía anh. San và Lisa cố gắng cảnh báo mọi người chạy đi, nhưng họ không nghe cho đến khi Nidoc bắt đầu tấn công ngôi làng. San cuối cùng cũng hiểu vì sao của Hank cố gắng kết thúc ngụy thần binh, anh đang bảo vệ những người dân với tư cách là con người. Sau đó, cô quyết định kết liễu cha mình để cứu thị trấn. Cô nhớ lại những lời của cha mình trước lúc bắt đầu bắn ông, cô cầu ông anh dừng lại sau đó bắn vào ngực ông. Trước khi cha cô qua đời, ông duỗi móng vuốt của mình về phía cô giữ chặt tay ông cho đến khi vỡ vụn. Sáng hôm sau, cô nói với Lisa rằng cô rất vui vì cuối cùng cũng có thể nói lời tạm biệt với cha mình. Sau đó cô nghĩ về Hank và tự hỏi liệu có cách nào để cứu ngụy thần binh mà không bắt buộc phải giết chết họ hay không. San mong muốn được tham gia cùng họ trong nhiệm vụ tìm kiếm Hank và Cloud đã đồng ý với cô vì có cô ở bên khi họ tìm thấy Hank sẽ có lợi cho họ. Chủ tịch miền Bắc, Richard Wizards, ra lệnh phải tiêu diệt ngụy thần binh trong vòng 3 tháng. Các tướng lĩnh thắc mắc tại sao Tổng thống lại vội vã như thế. Có người còn nói rằng Tổng thống cứu quốc gia bằng cách sử dụng con trai mình, Cloud, như một con tốt chính trị. Đám binh lính đang cắm trại bên bờ biển, chờ tàu tiếp tế đến. Cloud thất vọng vì họ sẽ phải đợi nhiều ngày cho đến lúc tàu đến. San đang ngồi ngắm biển, vừa nghĩ đến Hank thì nghe thấy tiếng hát. Cô đi đến nơi phát ra tiếng hát thì đi vào một hang động. Trong hang, cô gặp một ngụy thần binh đang ngồi hát tên là Chase. San đang thưởng thức âm nhạc thì một người đàn ông, Charlie, chĩa súng vào cô, bảo cô quay lại và quên những gì cô đã thấy. Nhưng Chase bảo anh hãy để San yên. San tiết lộ rằng cô là con gái của Win và sau đó họ ngồi xuống nói chuyện. Charlie xin lỗi cô và nói rằng vì lệnh giết ngụy thần binh của chính phủ, anh muốn bảo vệ Chase khỏi người dân thị trấn và thống đốc. Tiền thưởng cho cái đầu của cô sẽ khiến mọi người quay lưng lại với cô, một phần vì họ cũng sợ cô. Charlie nói với San rằng Chase đã từng làm việc trong quán bar của anh với tư cách là một ca sĩ. Điều này khiến San rất phấn khích khi cô nói chuyện với một ca sĩ, nhưng Chase nói với cô rằng đó là quá khứ. Chase giải thích rằng vì chiến tranh, đến một lúc nào đó mọi người không còn để ý tới bài hát của cô nữa, và khi cô nhập ngũ, cô đã sử dụng giọng hát của mình để giết người. Nhưng khi cô trở về, mọi người tôn vinh cô nhưng vẫn coi họ là quái vật, và không ai muốn nghe một con quái vật hát. Vì vậy, cô đã trốn cho đến khi Charlie cuối cùng cũng tìm thấy cô. Chase bày tỏ rằng cô muốn chấm dứt việc trốn tránh mãi của mình, nhưng bị Charlie phản đối. San nói với Chase rằng mình vẫn muốn gặp lại cô và nói chuyện thêm với cô. San giữ lời hứa và đến thăm Chase mỗi ngày, mang theo quà và một số vật phẩm cho cô. Họ nói về Hank, và Chase bày tỏ mong muốn được hát lại trước đám đông. San đảm bảo với cô rằng ngày đó sẽ đến. San quay trở lại trại nhưng gặp Cloud. Anh đã bảo cô không được đi lang thang lung tung vì an toàn của người dân thị trấn mà binh lính đang canh gác rất nghiêm ngặt. Cloud tiết lộ rằng Kane là anh trai của anh, và anh có nhiệm vụ phải giết Kane, Hank cùng các ngụy thần binh khác. Charlie bên này phải đối mặt với những người dân thị trấn muốn biết anh đang che giấu điều gì, nhưng anh đã trốn thoát khỏi họ và bị bắn. Charlie đến gặp Chase, cô đã nói với anh về mong muốn rời khỏi thị trấn và trở lại hát một ngày nào đó. Charlie bảo cô hãy chạy đi vì người dân thị trấn đang tìm kiếm cô. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, anh nói với cô rằng cô không nên đối đầu với họ vì bọn họ rất đông. Tối hôm đó, Chase trở lại thị trấn để hát, giọng hát của cô khiến những người nghe thấy liền chìm vào giấc ngủ. Cloud ra lệnh cho người của mình đi tìm Chase sau khi nghe Lisa nói rằng Chase chính là người đưa mọi người vào giấc ngủ. Anh và người của mình tìm thấy Chase đang ngồi hát trên đài phun nước. Tất cả mọi người đều đầu hàng bài hát và ngủ thiếp đi, trong khi Cloud vẫn cố gắng chống lại nó. Ngay sau đó, San đến và hỏi Chase tại sao cô lại làm tổn thương mọi người. Chase nói rằng cô đang cứu họ khỏi tương lai đau khổ. San nói với cô rằng Chase hành động này không giống với cô, điều này khiến Chase tỉnh táo trở lại. Cloud bắn cô liền bay đi, San lập tức đuổi theo cô. Chase đến quán bar của Charlie đã bị cháy, San cũng đuổi kịp cô. Chase bày tỏ rằng cô không thể hát trên sân khấu mà cô từng yêu thích được nữa vì mọi người coi cô như một con quái vật. Cô hỏi liệu San có muốn nghe cô hát không? San nói với cô rằng cô muốn nghe Chase hát, Chase chuẩn bị hát thì bị binh lính bắn. Cloud ra lệnh cho họ kết liễu Chase nhưng sau đó bảo họ dừng lại khi San đến bên cô. San mở miệng để hát, Cloud định ra lệnh bắn cô, nhưng San bảo anh đừng làm vậy vì cô muốn hát. Chase nói với San rằng cô vẫn ổn. Trong giây phút cuối cùng, Chase biểu diễn một bài hát mà San thừa nhận là rất hay và vẫn muốn nghe nó. Khi nghe thấy điều này, Chase lại tiếp tục. Con tàu đã đến, họ đang chuẩn bị rời đi. Cloud gặp San và nói với cô rằng họ đã tìm thấy Hank ở vùng núi trung tâm, nhưng cảnh báo cô rằng lần sau nếu cô can thiệp, họ sẽ bắn xuyên qua cô. San nói với anh rằng cô muốn cứu Chase vì họ là bạn, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Phía bên này, Hank đang thực hiện lời thề nhưng không thể biến bản thân thành ma sói của vì những ký ức về cơn thịnh nộ tràn ngập tâm trí anh.
ngụy thần binh mà anh đang chiến đấu cố gắng giết anh, nhưng anh đã có thể giết được nó bằng cách sử dụng ngọn giáo bom mặc dù anh bị thương. Dấu vết máu của anh làm cho Gam lần ra tung tích của anh. Hanh Lê bước không mục đích vào vùng núi băng giá đâu đó ở Pachia, tâm trí anh chịu nặng với gánh nặng của những hành động trong quá khứ. Kiệt sức và bị ám ảnh bởi những ký ức về những người đồng đội mà anh đã giết và những lời cuối cùng của họ với anh gục xuống mặt đất băng giá. Tuy nhiên, quyết tâm của anh đã buộc anh phải đứng dậy và tiếp tục bước đi, lẩm bẩm với bản thân rằng anh phải thực hiện lời thề của mình. Khi mạo hiểm đi xa hơn, các giác quan nhạy bén của Hanh giúp anh cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Không báo trước, anh bị tấn công bởi một ngụy thần binh, một người sói tên là Roy. Cuộc đối đầu gay gắt xảy ra sau đó, Roy đặt câu hỏi vì sao Hanh lại từ chối lời mời của Ken và đe dọa sẽ giết anh nếu anh không tuân theo. Nhưng Hanh vẫn giữ vững lập trường, nói rằng anh cũng phải giết Roy để thực hiện lời thề của mình. Trong khi đó, San và những người khác đã đến ngọn núi. San nghĩ cách cứu Hanh vì Cloud đã ra lệnh bắn Hanh ngay khi gặp. Hanh nạp súng và chuẩn bị tấn công Gam. Gam, hắn có thể ngửi thấy sự căng thẳng của Hanh, kêu gọi anh đừng trốn nữa vì điều đó là vô ích. Gam tấn công Hanh và tấn công cái cây mà anh đang nấp sau, nhưng Hanh đã né được đòn tấn công và bắn được Gam. Tuy nhiên, Gam đã dùng tay chặn đạn. Gam tấn công Hanh khiến anh giật mình và làm anh bị thương. Gam bảo Hanh đang suy yếu hãy biến hình và chiến đấu với anh trong hình dạng mạnh nhất của anh. Ngay sau đó, mặt trời bắt đầu mọc và mái tóc trắng của Hanh chuyển sang màu đen. Gam nói với anh rằng anh sẽ đợi Hanh biến hình sau và lập tức rời khỏi hiện trường. Cloud, bị giằng xé giữa sứ mệnh của mình và mối quan tâm anh dành cho Hanh, đã cố gắng quá sức nên bị sốt cao. Họ đưa anh đến một pháo đài có San chăm sóc anh. Anh cố gắng tiếp tục nhiệm vụ, nhưng San bảo anh hãy nghỉ ngơi vì vị tướng đã cử các nhóm do thám đi tìm Hanh. Cloud hỏi San tại sao cô chọn bảo vệ các ngụy thần binh. Cô nói với anh rằng cô tin rằng các ngụy thần binh có thể sống bên cạnh con người và cô muốn tìm cách biến điều đó thành hiện thực. Vị tướng đến báo rằng họ đã nhìn thấy Hanh, nhưng cũng có một ngụy thần binh khác. Cloud ra lệnh cho viên tướng tiến hành họp chiến lược ngay lập tức. Đám binh lính đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới, dẫn đầu bởi viên tướng nhưng sức khỏe của Cloud ngày càng xấu đi. Bất chấp sự phản đối của anh, Cloud hiểu tầm quan trọng của việc ưu tiên sức khỏe của mình. Giữa cuộc chiến đang diễn ra, Hanh thấy mình bị ám ảnh bởi một ác mộng, gợi lại khoảnh khắc y lên bị giết. Bóng tối trong quá khứ đã nuốt chửng anh, và khi anh tỉnh dậy, Gam vẫn ở đó, chờ đợi để đấu với anh một lần nữa. Cuộc đối đầu tiếp tục, với việc Gam không ngừng thúc ép Hanh biến thành hình dạng ma sói của mình. Khi đám binh lính và San tiến gần hơn đến chiến trường, Gam tiếp tục gây áp lực buộc Hanh phải biến thành hình dạng ma sói mạnh nhất. Nhưng Hanh vẫn cố gắng đánh bại con quái vật đang ngủ đông trong người của mình. Sau nỗ lực vô ích của anh, Gam đã bóp cổ anh, bảo anh đánh trả trong hình dạng ma sói của mình. Nhưng Hanh nói với anh rằng anh sẽ không làm thế, và Gam chỉ là con chó của Ken. Tức giận, Gam đâm vào ngực Hanh và bắt đầu siết chặt nó. Ký ức về cái chết của San và Elaine tràn ngập ký ức của Hanh, và cuối cùng anh biến thành hình dạng ma sói của mình, làm hài lòng Gam. Cuộc đụng độ giữa hai quái vật mạnh mẽ ngày càng gay gắt khi Hanh cố gắng kiểm soát sức mạnh đang được giải phóng của mình. Anh nhớ lại quá trình biến đổi của mình thành một con sói trắng khổng lồ và với một tiếng gầm lớn, Hanh trở lại hình dạng con người của mình. Gam nhận thấy lối chơi trước đây của Hanh ngày càng thảm hại liền ném anh vào vách đá gần đó. Sau đó, anh tiếp tục đạp vào ngực Hanh, gọi anh là đồ vô dụng, nói Hanh vì anh quá yếu nên đã không thể cứu được họ. Trước khi Gam kịp tung đòn cuối cùng, đám binh lính xông vào hiện trường, bắn vào Gam. Gam né được một trong những viên đạn liền rơi xuống bên cạnh Hanh, khiến vách đá sụp đổ. San gọi Hanh khi anh rơi khỏi vách đá. Gam nhớ lại Hanh là niềm hy vọng của anh như thế nào. Anh đã bị biến thành một quái vật sau khi sống sót sau chiến trường, và nhờ có Hanh mới có anh bây giờ. Nhưng nhìn Hanh bị đánh bại, anh thất vọng và bỏ chạy khỏi đám lính khi họ tiếp tục bắn vào anh. Gam bị thương, anh không thể hiểu làm thế nào đám binh lính tiếp tục tìm thấy anh và bắn anh, nhưng anh sẽ không chết dễ dàng và chọn cách tấn công tất cả đám binh lính. Điều này gây ra tổn thất lớn cho binh lính làm họ phải gọi hỗ trợ. Cloud cũng tham gia cùng họ bất chấp sự phản đối của Lisa. Anh nói với cô rằng anh muốn cứu người của mình và cả San nữa. Hanh mơ thấy mình đang nằm trong lòng Elaine nhưng tỉnh dậy lại trong lòng San. Anh bất ngờ vì cô còn sống nhưng rất vui vì cô vẫn ổn. Cô nói với anh rằng cô đã trở về quê hương của mình. San kể với anh rằng cha cô, người mà Hanh đã bắn chết trước đó, đã được hồi sinh thành một ngụy thần binh xác sống, vì vậy cô đã giết ông. Sau khi giết cha mình, San nói với anh rằng bằng cách nào đó, cô đã hiểu tại sao Hanh lại giết ngụy thần binh. Hanh nói về những buồn phiền của anh vì nghĩ rằng đồng đội của anh chắc hẳn rất ghét anh vì những gì anh đã làm với họ. Anh lo lắng liệu họ có được cứu hay sẽ tha thứ cho anh hay không. Chỉ vì muốn giữ con đường mình vạch ra cho họ, anh đã tước đi cơ hội tận hưởng cuộc sống của họ. Anh càng sử dụng sức mạnh của mình, anh càng đánh mất chính mình và có lẽ anh là con thú thực sự. Anh hỏi cô liệu cô có giết anh không khi anh trở thành một con quái vật, nhưng cô nói với anh là không. Anh xin lỗi vì đã yêu cầu cô làm một việc như thế. Anh mặc đồng phục của mình và đi kết thúc trận chiến với Roy.
Hay nói San rằng mặc dù một ngày nào đó họ có thể biến thành quái vật, bao gồm cả anh, nhưng cô đừng nên quên họ. Hanh rời đi và cuối cùng lên đường giết bạn và đồng đội của mình. Gam tiếp tục tấn công đám binh lính nhưng lại rơi vào bẫy của họ ngay khi anh tóm được vị tướng. Anh nói với vị tướng rằng anh cũng sẽ chết ông nếu người của ông bắt đầu nổ súng. Nhưng vị tướng đã dũng cảm đối mặt với lời đe dọa của ngụy thần binh, khẳng định rằng hy sinh bản thân để đảm bảo sự sống còn của đội mình là một rủi ro đáng chấp nhận. Không do dự, đám binh lính bao vây Gam và phóng lao vào anh, sau đó là một loạt đạn. Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc và mất tinh thần của họ, cuộc tấn công của họ dường như không ăn thua gì trước con quái vật ghê gớm. Gam không nản lòng trước những vết thương gây ra, giữ vững quyết tâm kết liễu mạng sống của vị tướng. Nhưng ý định đen tối của anh đã bị cản trở khi Cloud đến hiện trường, bắn hai phát đại bác vào con quái vật đang bị thương, làm nó bị thương đáng kể. Nhờ sự can thiệp của Cloud, Gam tạm thời bị khống chế. Anh cảnh cáo vị tướng đừng làm kỳ nỗ lực liều lĩnh nào nữa, đồng thời nhắc ông hãy trở về doanh trại của mình dưỡng thương. Trong khi đó, ở sâu trong hang động, San suy ngẫm về những thử thách và đấu tranh mà Hanh phải chịu đựng trong suốt cuộc hành trình của mình. Tràn đầy quyết tâm và mong muốn mãnh liệt được bảo vệ anh, cô đã thực hiện một lời hứa kiên quyết với chính mình. Cô sẽ bảo vệ Hanh khỏi bị tổn hại và đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ khuất phục trước quái vật ẩn nấp. Bên trong anh, Gam chạy trốn khỏi hiện trường, máu chảy đầm đìa và anh mất rất nhiều máu. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy Hanh liền lao vào tấn công anh, nói rằng Hanh sẽ không thể ngăn anh theo đuổi mục tiêu của mình. Kế hoạch của Hanh là kích hoạt quả bom ngay khi Gam đến chỗ anh. Ngay khi Gam tiếp cận Hanh, San đã ngăn cản, nhanh chóng nhắm mục tiêu và bắn vào con quái thú ngoan cường. Giọng nói của cô vang lên, nhắc nhở Hanh về nhân tính của anh và cô đã thề với anh sẽ bảo vệ nhân tính của anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cô quyết liệt tuyên bố rằng nếu anh đi chệch hướng, cô sẽ sẵn sàng bắn chết anh. Cô tiếp tục bắn vào Gam, người đang cố gắng tấn công họ. Khi nạp đạn cho khẩu súng trường, cô bảo Hanh hãy tiếp tục giữ lời thề mà anh đã hứa với đồng đội của mình. Gam bảo cô tránh xa cuộc chiến của họ và cố gắng tấn công. Lúc này Hanh đã nghe thấy những lời động viên và anh cần phải tiếp tục. Vì vậy, anh bước tới trước mặt San và biến thành hình dạng ma sói của mình, giáng một đòn mạnh vào Gam. Cả hai cùng gầm lên một tiếng và bắt đầu chiến đấu. Hai người vật lộn với nhau, tiếng răng và móng va vào nhau, sức mạnh lớn nhất của cả hai đều được đưa ra hết. Đám binh lính theo dõi từ xa vẫn sững sờ, không thể can thiệp vào cuộc trao đổi chiêu thức giữa hai mãnh thú đáng sợ. Cuối cùng, Hanh tung ra sát chiêu, xuyên qua ngực Gam. Cả hai đều trở lại hình dạng con người của mình. Roy thừa nhận rằng anh rất vui khi có Hanh làm đội trưởng của mình. Nghe những lời của anh, Hanh cảm ơn anh vì đã là đồng đội của mình. Một lần nữa, Hanh tung đòn cuối cùng bằng cách bắn chết anh, khiến một ngụy thần binh nữa phải yên nghỉ. San đến gần, mong anh nói cho cô biết Roy là ai và cô cũng muốn nhớ đến anh. Hanh nói với cô rằng Roy là người vui tính trong đội của họ, rất siêng năng với các nhiệm vụ của đội, và anh chắc chắn rằng anh sẽ là một người bạn tuyệt vời của San nếu họ gặp nhau. Đám binh lính đã tìm thấy pháo đài của Ken tại Bold Creek. Một tuần sau, tin tức được báo cáo với Tổng thống, ông liền ra lệnh rằng pháo đài phải bị phá hủy bằng mọi giá. Đám binh lính bắt đầu hành quân về phía pháo đài, báo hiệu một cuộc chiến sắp bắt đầu. Hanh bị bắt bởi đám binh lính và bị Cloud thẩm vấn. Anh yêu cầu Hanh kể cho anh mọi thứ về những ngụy thần binh còn lại. Cloud bị sốc khi Hanh biết mình là em trai của Ken và hỏi Hanh tại sao anh trai mình lại phản bội họ. Hanh nói với cậu rằng anh không biết gì về sự phản bội của Ken, nhưng anh biết cách kết thúc các ngụy thần binh. Cloud không thích câu trả lời của Hanh và định đánh Hanh thì San bước vào. Cô nói với Cloud rằng anh nên hợp tác với Hanh vì họ có chung mục tiêu. Cloud lo lắng rằng Hanh có thể lại mất kiểm soát một lần nữa, nhưng San đảm bảo với anh rằng cô đã hứa sẽ giết Hanh nếu anh mất kiểm soát. Ngay sau đó, viên tướng đến trình bày mệnh lệnh của Tổng thống rằng họ phải tiến đến Bold Creek ngay lập tức để phá hủy pháo đài Patria mới và ngăn chặn Ken. Cloud và quân của anh tiến về Bold Creek, thành lập liên minh với Hanh để đánh bại Ken. Họ đến khu vực này và nhìn thấy địa điểm cắm trại của quân đội chính cũng như pháo đài. Cloud, tướng quân và Hanh đến nói chuyện với đại tá phụ trách lực lượng. Đại tá giải thích rắc rối đang gặp. Họ đã mất một số người và một số bị thương do các cuộc tấn công bằng cung tên tầm xa của kẻ thù, ngăn cản họ đến gần pháo đài. Hanh nói với đại tá rằng họ đang đối phó với ngụy thần binh Centaurus, một tay xạ thủ điêu luyện và biết cách bảo vệ căn cứ của mình. Cơ hội tốt nhất của họ là một cuộc đột kích ban đêm, Hanh đề nghị làm mồi nhử để dụ Mai cũng là Centaurus. Mai sẽ cố gắng sử dụng giọng nói của mình để gieo rắc nỗi sợ hãi cho đám binh lính. Sau đêm đó, tất cả binh lính đã sẵn sàng để tấn công. Hanh biết rằng Mai không phải là tay bắn tỉa giỏi vào ban đêm, vì vậy anh lên kế hoạch cận chiến. Không lâu sau, những mũi tên bị bắn trượt, Mai xuất hiện từ khu rừng, đâm người vào đám binh lính và la hét như Hanh dự đoán. Tiểu đoàn rất sợ hãi khi Mai đuổi theo, giết từng người một. Hanh dụ Mai vào bẫy, bắt anh vào lưới và binh lính lập tức bắn vào anh. Hanh biến trở lại hình dạng con người của mình và chuẩn bị sử dụng viên đạn sát thần để bắn Mai. Nhưng vết thương do đạn của Mai đã lành lại,
anh tuyên bố mình đã trở nên bất tử rồi nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường. Binh lính vẫn đang xả đạn vào người anh. Ngày hôm sau, vì Mai không tấn công họ nên họ có thể đến gần pháo đài hơn. Quân đội đã sẵn sàng và bắt đầu đào chiến hào. Đại tá nói với họ rằng họ sẽ bắt đầu tấn công sau khi chiến hào hoàn thành. Anh cũng đề cập rằng một số người đã nhìn thấy một ngụy thần binh khác không phải là nhân mã, nhưng anh bác bỏ nói đó là ảo giác do sợ hãi gây ra. Mục tiêu của họ là phá hủy pháo đài, bất chấp thương vong. Tối hôm đó, đám binh lính chuẩn bị cho trận chiến vào sáng hôm sau. San nói chuyện với Hanh, họ hồi tưởng về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình, điều này khiến Hanh bật cười. Hanh nói với cô rằng lời thề là thứ giúp anh sống sót. Cô nói với anh rằng anh nên sống sót cho đến phút cuối cùng và trở về sau chiến tranh. Sáng hôm sau, cuộc chiến cuối cùng cũng đến, tên chỉ huy ra hiệu cho cuộc tấn công bắt đầu. Tất cả binh lính liền lao về phía pháo đài bất chấp những khẩu đại bác đang bắn vào họ. Những binh lính cảm thấy sợ hãi, nhưng Hanh xông vào, tiếp thêm tinh thần cho họ. Từng đợt binh lính miền Bắc lao vào pháo đài. Kẻ thù cũng đã sẵn sàng, bắn vào họ từ pháo đài, quân miền Bắc cũng đã trả đũa bằng đại bác của họ. Vào khoảng hoàng hôn, quân miền Bắc đã đến được chân pháo đài và có một cuộc ngừng bắn ngắn. Hanh cảnh giác và chờ Mai xuất hiện. Mai phục kích họ từ phía sau và bắt đầu bắn tên mở màn, giết chết nhiều binh lính miền Bắc từ mọi phía. Đám binh lính cố gắng ngăn cản anh, nhưng Mai đã dễ dàng giết chết họ bằng những mũi tên của mình. Mai cố gắng dụ đám binh lính rời khỏi đội quân chính mà không biết anh đang tiến về phía một cái bẫy. Những binh lính bẫy ngã con nhân mã, Hanh tấn công anh bằng quả bom trên giáo, xin nhẹ cánh tay phải của anh. Hanh nói rằng bác sĩ Mai đã chết từ lâu, nhưng Mai cười và nói rằng bác sĩ trong anh đã được cứu khi anh trở thành một quái vật. Mai nhớ lại rằng, mặc dù là một bác sĩ phẫu thuật quân đội nhưng anh không thể cứu được ai vì những binh lính mà anh đang điều trị ra trận lúc trở về thì đã chết. Nhưng một khi trở thành ngụy thần binh, anh có thể cứu hàng trăm đồng đội bằng cách giết chết kẻ thù. Tại thời điểm này, cánh tay của Mai đã tái sinh trở lại và anh tuyên bố rằng anh hứng thú với tiếng hét tuyệt vọng rồi liên tục giẫm lên một người lính đã ngã xuống. Màn đêm buông xuống, Hanh biến thành người sói của mình, nói rằng Mai đã mất ý thức về con người và đuổi theo Mai. Đại tá, nhìn thấy điều này, bảo người của mình mang vũ khí bí mật ra. Vị đại tá biết được danh tính của Hanh, bình tĩnh thông báo cho Klaus rằng ông biết Hanh là ai. Phía bên này, một trận chiến khốc liệt diễn ra giữa Hanh và Mai. Hanh nắm lấy cơ hội để tước vũ khí của Mai và tung một cú đập mạnh xuống đất. Lợi dụng tình thế, Hanh dùng giáo đâm vào ngực Mai khiến anh bất động. Anh kêu tên tướng bắn pháo sáng, ra hiệu cho chỉ huy ném bom vào vị trí của họ. Hanh di chuyển đi khi những quả bom rơi xuống vị trí của họ, phá hủy một nửa cơ thể của Mai. Tuy nhiên, chân tay Mai nhanh chóng mọc lại. Hanh chuẩn bị sử dụng viên đạn sát thần để kết liễu Mai một lần và mãi mãi, nhưng màn xương tím bất ngờ xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch của anh. Màn xương bí ẩn, được xác định là chất độc của Abi, nhấn chìm Mai, khiến cơ thể được chữa lành của anh tan thành bong bóng màu tím. Nhận thấy mối đe dọa chết người của chất độc, Hanh hành động nhanh chóng, bịt mũi để bảo vệ bản thân khỏi tác động của chất độc. Những binh lính xung quanh trở thành nạn nhân của chất độc, Hanh nhanh chóng gọi binh lính của mình, thúc giục họ sơ tán khỏi khu vực. Trong lúc hỗn loạn, viên đại tá giải thích cho Klaus về nguồn gốc của màn xương độc. Anh tiết lộ rằng họ đã lấy được nó từ quá trình nghiên cứu xác chết của Abi, món quà mà Tổng thống tặng cho họ. Trong khi Klaus bày tỏ lo ngại về việc phe của họ cũng bị ảnh hưởng, viên đại tá trấn an anh rằng đó đều là một phần trong kế hoạch tiêu diệt ngụy thần binh của họ. Cơ thể của Mai bắt đầu tan chảy nhanh chóng, anh nói với Hanh rằng anh không muốn chết như thế này, nhưng anh hy vọng sẽ gặp lại Hanh. Hanh kết liễu Mai bằng cách dùng viên đạn sát thần bắn anh. Viên đại tá nói với Klaus rằng họ nên lấy đà tấn công pháo đài thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét phát ra bên trong. Ken đã đến và làm nổ tung đầu đám binh lính mà không cần chạm vào họ. Ken tiếp cận đại tá và Klaus. Klaus bảo San trốn đi, viên đại tá ra lệnh cho người của mình bắn Ken, nhưng viên đạn bắn ra lại vô tác dụng, chỉ bằng một cái phẩy tay, Ken đã giết chết tất cả binh lính. Viên đại tá gọi một cận vệ tấn công Ken, nhưng Ken đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của họ. Anh giữ cổ một tên trong đám binh lính, bơm máu của mình cho anh, người lính bất ngờ tấn công đồng đội của mình. Quả bom mà họ đang giữ đột nhiên phát nổ bên trong thùng, khiến chúng đều phát nổ. Hanh, nhìn thấy vụ nổ, nói với vị tướng xử lý pháo đài còn anh chạy trở lại khu vực của họ, hy vọng San vẫn ổn. Khi Hanh vội vã quay trở lại khu vực của họ, Ken bắt đầu một cuộc tấn công vào đại tá, điều khiển anh để tiêu thụ độc của Abi, dẫn đến cơ thể của đại tá bị phân hủy nhanh chóng. Nhìn thấy một màn này, Klaus rút kiếm để đe dọa Ken, anh run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm hạ anh trai mình. Ken phấn khích với nỗi tột cùng của Klaus, thưởng thức nỗi thống khổ của em trai mình khi anh đang cố gắng khống chế cậu. Tuy nhiên, trước khi Ken hoàn thành quá trình này, Hanh đã ném ngọn giáo của mình vào Ken, cắt đứt cánh tay phải của anh. Sau đó anh bắn một phát súng, nhưng Ken biến thành sương mù, sau đó xuất hiện trở lại với cánh tay đã được chữa lành hoàn toàn. Hanh nói với San kiểm tra Klaus,
Anh hỏi Ken tại sao anh lại ở đây khi anh có thể sai khiến các ngụy thần binh khác. Hank nhanh chóng suy luận rằng tình huống có thể là một trò đánh lạc hướng, và trực giác của anh đã đúng khi Ken tiết lộ ý đồ thực sự của mình. Anh tiết lộ rằng họ có kế hoạch thành lập một liên minh với miền Nam, chúng đang bắt đầu thực hiện kế hoạch to lớn mình, trong khi các lực lượng miền Bắc đang bận tâm đến pháo đài. Kế hoạch của Ken được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công của ngụy thần binh và Cove vào thủ đô miền Nam. Cloud bác bỏ ý kiến về một liên minh, coi đó là một cuộc xâm lược chứ liên minh éo gì. Ken cười nhạo họ và nói với Hank rằng anh là một kẻ ngốc, và cái chết của Mai nên là một bài học rằng anh không thể tin tưởng con người. Anh nói với Hank rằng con người là sinh vật ngu ngốc và quái vật được sinh ra từ đó. Ken nói tiếp với Hank rằng Hank nên cảm ơn vì anh đã giết Elaine, người đã gây ra tất cả mọi thứ. Hank nói với anh rằng con người phạm sai lầm và họ cố gắng sửa chữa nó, giống như Elaine đã cố gắng làm bằng cách kết thúc tất cả. Vì vậy, anh hiểu rõ con người, cũng vì lý do đó mà anh đang thực hiện ước nguyện cuối cùng của Elaine. Ken nói với Hank rằng anh không có quyền thực hiện lời thề của họ, vì vậy anh sẽ tiếp tục sống theo quan điểm của mình. Khi Hank chứng kiến người bạn của mình, Ken, anh không chịu nổi cơn điên loạn mà biến thành hình dạng ma sói đáng sợ nhất của mình. Anh phát ra một tiếng gầm lạnh thấu xương vang vọng khắp những ngọn núi xung quanh. Hank lao vào Ken, móng vuốt của anh xé toạc không khí, nhưng trước sự ngỡ ngàng của anh, vết thương của Ken đã lành ngay lập tức, vô hiệu hóa mọi thiệt hại anh gây ra. Không nản lòng, Hank vẫn kiên trì không ngừng truy sát Ken, chỉ để thấy những nỗ lực của mình là vô ích trước khả năng tái tạo phi thường của Ken. Giữa cuộc tấn công dữ dội, Ken đã chế nhạo Hank, thúc giục anh nắm lấy bản chất thật của mình, giống như anh đã làm trước đây ở Whitechurch. Phớt lờ lời nói của Ken, Hank không chịu khuất phục trước quái vật bên trong mình. Vì cào mãi mà không giết được, Hank nắm lấy đầu Ken bằng bàn tay mạnh mẽ của mình và dùng hết sức bóp nát nó, nhưng đột nhiên toàn bộ khu vực chìm trong màn xương đỏ bí ẩn. Từ trong màn xương bí ẩn xuất hiện nhiều phân thân của Ken, tạo thành một đội quân ma cà rồng bao vây Hank. Chúng tấn công đồng bộ hoàn hảo, các bản sao đã tung ra các cuộc tấn công phối hợp, gây ra những vết thương đau đớn cho Hank. Đấu tranh chống lại cuộc tấn công áp đảo, Hank đã chống trả với quyết tâm không lay chuyển, nhưng nỗ lực của anh đều vô ích, vì anh không thể làm bị thương đám nhân bản dường như vô tận của Ken. Trong trận chiến khốc liệt, Hank có thể nghe thấy âm thanh từ xa của những binh lính miền Bắc. Khi ánh sáng mặt trời bao trùm lấy anh, vết thương của Hank bắt đầu xảy ra nghiêm trọng, buộc anh phải trở lại hình dạng con người. Ken dùng tay chém vào cổ anh và nói với Hank rằng Hank nên ngừng chiến đấu với anh và tham gia cùng họ. San chạy về phía Hank khi anh đang nhớ lại những gì San đã nói về việc anh là con người và cách anh nên thực hiện lời thề giết bạn bè của mình. Anh đứng dậy, trước khi anh gục xuống, San đã đỡ lấy anh, cô mỉm cười với anh và anh cũng cười lại. Nhìn thấy San, ký ức và cơn thịnh nộ của Ken trỗi dậy vì Elaine đã yêu Hank chứ không phải anh. Ken giải phóng hình dạng mạnh nhất của mình và tấn công San, anh nói rằng cô không nên tồn tại trong thế giới của họ. Nhưng Hank đã chặn đòn tấn công của anh, nói rằng họ không có thế giới. Sức mạnh của Ken cũng tăng lên khi vết thương của anh lành lại và tóc anh chuyển sang màu trắng. Anh phát ra một sóng âm mạnh mẽ vào Ken, khiến anh phải lùi lại. Trước khi Ken kịp phản ứng, Hank nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ và đấm Ken khiến mặt anh đập xuống đất. San chạy đến bên Hank trong lúc anh gục xuống. Nhưng Ken vẫn chưa xong và bày tỏ rằng Hank đã thể hiện sức mạnh thực sự của mình với tư cách là vua của các loài thú và ngụy thần binh. Anh biến mất sau đó xuất hiện trở lại phía sau Hank. Nhưng lúc này anh nhìn thấy lá cờ miền Bắc Pachia tung bay trên pháo đài của anh, Ken biến mất, hứa rằng họ sẽ gặp lại nhau. Mặc dù miền Bắc đã giành chiến thắng, ngăn thủ đô của họ bị chiếm, nhưng Ken đã chiếm lấy miền Nam và xây dựng một Pachia mới, trở thành quốc gia Pachia mạnh nhất. Nhận ra điều này, Tổng thống miền Bắc ra lệnh cho người của mình quay trở lại thủ đô. Với mối đe dọa mới đến từ phương Tây, Hank và San bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kiếm các ngụy thần binh khác để Hank có thể thực hiện lời thề của mình. Hank hỏi liệu San có đồng ý tham gia cùng anh không? Cô nói với anh rằng cô đã tìm thấy mục tiêu của mình, đó là giữ lời hứa của bản thân với anh. Trong khi đó, Ken có được cơ thể của Elaine trong một cái ống, anh cũng có một mảnh Samnium. Anh nói với rằng Elaine nên tiếp tục theo dõi, vì thế giới mà Elaine đang cố gắng tránh chỉ mới bắt đầu.